Xin chào cả nhà, nay nhà bà Đào Du Ký dẫn cả nhà đi tham quan chùa Tu Viện Phước Hải ở Bà Rịa Vũng Tàu nha cả nhà. Bây giờ là mình vô chính điện. Vô chính điện chùa Phước Hải nha cả nhà. Đây là ngôi chánh điện của chùa Phước Hải. Giờ mình đi vô mình viếng chùa. Đây, tiếp. Đây là mẹ Quan Âm. Trước cổng chùa. Trước ngôi chánh điện. Đây là dòng. Ủa cái cây gì mà trái quá trời. Đi ra ngoài ông trước đây xuống. Quay cái cổng là cái bảng kìa. Giờ mình quay cái khuôn viên chùa Phước Hải. Đây là mẹ Quan Âm trước ngôi chánh điện đây. Ủa trái này, cái cây này cái gì mà có chín? Ủa cái cây này là cái gì á hả cô? Nó có chín luôn. Cây gì? Nó nói cây gì? Gừa đâu mà gừa. Lấy cây gừa ăn được hả? Ăn chết không? Nó giống như chết sung à. Đây qua đây đi. Vô chánh điện hả? Đây vô chánh điện. Nó không chết nhưng mà mày ăn là sẽ chết. Dễ mới ngộ. Là tiêu diện đại sĩ. Là hộ pháp Di Đà. Đây là ngôi chánh điện Phật Tổ mẹ Quan Âm. Địa tạng Vương Bồ Tát. Yeah.
Đạt Ma Sư Tổ sau lưng chính điện. Ở trên lầu người ta đóng cửa, đi đây ghé hoài chứ hiếm khi nào lên lầu được. Chùa ta đóng cửa. Giờ mình đi ra cái khuôn viên chùa. Chùa này rất là mát mẻ mà không có đóng, không có mở cửa chính điện trên lầu nha. Okay. Cô cần đi phải mở cửa không? Đây là trước chính điện của chùa Pháp Hải nha cả nhà. Có hai cái hồng long bộ, ba cái hồng long bộ. Này này cá chép hả cái gì ta? Ủa cá tài tượng. Có nuôi cá tài tượng không, bự quá chừng. Có mấy cái hồng long bộ. Hả? Nó ăn chay nhiều năm qua nó sẽ bự. Đây giờ mình đi qua con hồng này là gì đi, đây nè Bồ Tát Cổ Hiền. Bây giờ đây giờ đi qua. Đây bây giờ đi qua bên Mẹ Quan Âm đây. Đây là khuôn viên của chùa Phước Hải đó. Giờ mình đi chứ không bao giờ mình đi khám phá tùm lum. Giờ có dịp mình đi giếng xong mình quay cho cả nhà xem giếng chùa của mình, nhà Bà Đào Du Ký. Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật. À, thấy cái cổng này chưa? À, tu viện Phước Hải. Hay qua đây. Đây, tu viện Phước Hải các bạn. Đây là Phật Thích Ca giảng đạo cho anh em nhà Trình Như. Đi, đi qua Mẹ Quan Âm đây. Đó, giờ mình đi chứ không bao giờ. Chưa lần nào mình thấy Mẹ Quan Âm đứng đây luôn. Có cái hồ nước bên đây. Á, con đi trước. Giờ mình đi quay mình mới quan sát dữ nha. Đây có cái hồ nước. Cái cầu mình không quay được. Môi kia thật nữa. Mò gì hả? Con thấy ăn đồ khác. Đây là cái khuôn viên. Và con thấy ăn đồ khác có cái hộp cá nha cả nhà. Ở đây có cá, có nuôi cá, có chép. Châu quay không nổi. Ủa nước trong á chị, này cái chép chứ đâu phải cá coi hả ta? Này cái chép chứ đâu phải cá coi hả? Ờ phải chỉ thật dữ lắm mấy ấy. Chép hả cá coi? Cá này hơi ít. Đi vừa chứ. Nữa nó đồng nó ốp. Này phải để cho đây, đây, đây hàng cao, có hàng cao đẹp không nè. Và quan sẽ ăn được ra đến trên núi. Đây là hàng cao cao kém không?
sau này đi cao cao không? Cao Lục Bình hả? Cao cao mà không phải ở Cao Phú Bộ. Phải đâu. Này là xã Cao Lục Bình. Ở đây có cây mít nha cả nhà. Đây, mình đi qua mình ăn cắp mít coi chín chưa. Đi qua cây mít. Ủi coi chín chưa, ăn cắp coi. Nhà bà Đậu Hiệu Ký đi ăn cắp mít. Chưa thơm nha. Nó rụng mắt hền ha. Đi. Ê, giờ mình đi dạ. Ăn cơm. Dạ con muốn ăn bún riêu à. Dạ xíu. Mấy ăn cơm đi. Con đi chơi giảm béo. Đây là cái khuôn viên chuột Phước Hải, chuột bún riêu nha cả nhà. Đi. Qua đây. Đây là cái khuôn viên. Ở đó giờ người ta đậu xe lắp hết, mình đâu có thấy mẹ qua ăn ở đây đâu. Giờ mình mới bắt đầu mình phát hiện. Bên đây có Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, Di Dường Lâm Tỳ Ni. Đây là giường Lâm Tỳ Ni. Lâm Tỳ Ni viên. Sao hơi con muốn Lâm Tỳ Ni. Chỗ mát mát. Dò. Phước Hải nha cả nhà. Đây là giường Lâm Tỳ Ni. Đây có Phật Di Lặc, Thiên Thủ Thiên Nhạc, Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Mô Di Phật, Mô Di Phật, Mô Di Phật. Đây. Ở đây có Phật Thích Ca giảng đạo cho anh em nhà Trần Như. Giết cội Bồ Đề. Đây, giết cội Bồ Đề. Ủa cây sung quá chừng trái luôn chứ. Thơm mà. Thơm mùi gì? Tao không biết trái hay tao không biết trái này. Mưu gì Phật, mưu gì Phật, mưu gì Phật. Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Cái sung. Sung nhiều quá tại ta không có ăn. Thường khi người ta hái cái xanh, giờ người ta hái cái xanh ăn ta ngâm vậy đi. Mô Di Phật, Mô Di Phật, Mô Di Phật. Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, chùa Phước Hải. Bây giờ mình đi xuống à, hả? Giờ mình đi xuống à, nhà ăn, mình đi xuống nhà ăn bún riêu. Đây, đây xuống ăn bún riêu. Bác ăn cơm chưa? Con muốn ăn cơm quá. Rồi xuống mẹ ăn coi, yeah. Coi gì ăn đấy. Yeah. Ăn chưa? Đừng có lại nữa nè mẹ. Đây là dưới đây còn cái Phật
hết cà. Đây là Phật Như Lạc. Đây là bên hông à. Cây này là cây cát lồi. Cây cát lồi nên phải trồng lại nó tốt quá chừng. Giờ ăn uống rượu phô. Ăn rượu cũng được. Qua dây rồi ăn nước còn khá. Mẹ tính đi để lá chê Vũng Tàu dẫn con đi ăn lẩu. Thôi giờ ăn đi. Ăn lỡ miếng à? Dạ. Nhưng mà con muốn đi bơi. Bơi chiều, bơi nay bơi về nắng thế bà. Dạ. Đây, đây là bộ bàn ghế. Có hai con sư tử đá. Con này con Diệu, chị Lân. Chị Lân đá. Bộ bàn ghế gỗ à. Đây có Phật Thích Ca nè, này Phật Đàn Dược Sư. Phật Đàn Dược Sư. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Nay con đổ duyên đi giếng chùa với Đức Phật phù hộ gia đình mạnh giỏi, phù hộ cho ba thanh. Giờ mình đi xuống nhà ăn bún riêu. Đi cá. Giờ mình đi xuống nhà ăn bún riêu. Dọn tô cho mình để bỏ nhập thục. Đi ăn rượu. Mày ăn uống rượu ha, là mày ăn cơm đi. Đây giờ mình lại mình review. Mày ăn uống rượu ha, vừa ăn cơm. Rượu phật. Vậy lấy hai tô uống rượu thôi. Ăn cơm với mẹ hả? Cho con xin ba tống riêu. Con Vân hả mẹ Vân? Vân ơi, Vân ơi. Mẹ Vân cha. Lắm rồi, đẹp quá. Được không? Được mẹ Vân cha. Đi vô ở bàn đó đi. Rồi, cảm ơn cô. Dạ. Đây ba tô bún riêu của nhà bà Đào Duy Tý nha. Đây đây tí. Đây đây tí 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 tí. Xin tô ra. Đây mình vô chỗ uống riêu, mình sẽ ăn uống riêu chai đây. Review uống riêu chai đây. Đây món ăn riêu chai có chỗ uống riêu từ Bình Dương lúc 3 giờ sáng. Đây được chưa, cảm ơn hả? Được chứ. Đây là bà tuấn đi chai của ba mẹ con nhà bà Đào Vũ Ký. Có bún. Có tàu. Có củ cải. Có này chải gì không biết luôn. Hả? Con xuồng hả? Đây. Giờ nhà bà Đào Vũ Ký ăn uống riêu mà cái nhà còn ăn uống riêu nữa. Uống riêu chai. Uống riêu nhà bà Đào Vũ Ký. Uống riêu chai giờ mình bỏ rau vô. Bỏ rau vô, nước thơm. Nó mới thơm. Cái nhà ăn uống riêu nha cái nhà.
Ai có đi đây ghé chuộng riêu này, ăn riêu rất là ngon. Đây. Rồi mời cả nhà cùng ăn. Ăn hả? Ăn đi con, ăn đi, dần đi. Đây, nếu mà không ai ăn, không ăn con riêu thì mình sẽ chuyển cho mình ăn cơm. Mình sẽ lấy một miếng đồ ăn. Mình đi kiếm dĩa. Đây, bên đây phải là dĩa. Đây, giờ mình sẽ lấy đồ ăn. Ăn gì ca tí? Cái à? Cá xào hả? Mình sẽ ăn cơm. Cái này là gì? Bánh canh hả? Bánh canh hay gì á? Đây. Đây là đồ chay nha. Ăn nào? Hôm qua, thôi không biết ăn hôm qua. Còn miếng thôi. Miếng rau xào. Ăn đó không? Mày múc cho miếng tí. Bánh canh. Rồi thôi. Đây là rau xào nha cả nhà. Ai ăn cơm thì ăn cơm thêm. Thôi mình kết thúc đây, tới đây là hết rồi thôi. Cả nhà thấy hay cho mình xin một like. Ở bên đây là người ta bán chao này nha cả nhà. Nó có cái quầy người ta bán chao. Trong chùa Hải. Các bạn nhà thấy hay cho mình xin một lượt like, một lượt share, một lượt đăng ký, subscribe, tặng cho mẹ con mình có động lực đi quay tiếp theo nha cả nhà. Hôm nay mình đi thứ bảy mà cũng hơi vắng, thôi mình kết thúc đây. Chào, bye.